Chú nghĩ nghĩ nó là mình ăn cá mình nếu như là có giống như sát sinh hay là Ăn tội được hả không? chú? Làm được, làm bệnh. Tội ha, giống Ờ, như tội bị mùng đêm nữa, bệnh nữa, không được chú mà chú đâu. làm thịt làm con cá, làm thịt cá là chú bị bệnh hả? Không đúng được, được đâu, Dạ không được đâu. dạ. Thì bởi vì bây giờ Không ăn, chú ăn nói ra cơm không được rồi, có cơm. Chấp nhận. chú nói ra mọi người mới hiểu được tại tại sao À, chú không ăn chú cá. gì đó, lương Dạ. tâm chú gì không? Được cái dùng này, được cái nhỏ nhiêu đi. Chứ chung có đòi, mình tiếp ăn thôi. Chú sống nói Mình đơn giản luôn. ăn nói trên đó đó. Dạ. Chú chỉ, ngón tay chỉ không? Ăn là pẹt phải chứ, ăn được rồi, do là ăn. Đừng không? Rồi cũng đâm tức chứ đó. Cũng đâm tức chứ đó. Giờ đừng không? Đang là khâu nữa. Bật chứ bà luôn, bắt nhà tôi có chồng được, phải để được không? Có chuyện nữa mới được. Mày thì Được hả chú? ừ, mạnh được rồi, Dạ. đi đâu vậy này, làm mướn đâu vậy? Mạnh khoái rồi. Dạ, có sức khỏe là trên hết. Cái bệnh giỏi là trên hết con cháu rồi. Dạ, đúng rồi chứ. Mình cứ giữ cái câu đó rồi. Thì Cái gì ăn cũng đi ra hết rồi. Còn cái câu đó dạ. mạnh giỏi, trong những lương tâm mình, cái đạo lý mình cứ cầm cho vững đi. Có đi đâu cũng ông bà cha mẹ Phật tổ do mình theo mình, để Dạ. người đó thật tình không thật tình ông cũng biết. Ừ, Phật cũng biết, cho mẹ đẻ mà không biết không, Phật cũng vẫn hiểu người đó chim bị phôi chọt nó ăn được đẹp không, cái đó cái đó. Dạ, cảm ơn cô chú trở lại với Tuấn Hậu Giang. Thì hôm nay Tuấn biết được một cái hoàn cảnh giống như hoàn cảnh của chú người rừng mà Tuấn từng chia sẻ trên kênh Tuấn Hậu Giang cũng như trên kênh Chạy Miền Tây. Thì cái hoàn cảnh của chú này ở đây á, là ở Sóc Trăng. Tuấn biết được chú cũng nhờ một sự giới thiệu của bà con thì hôm nay đến thăm chú. Thấy hoàn cảnh chú rất là đáng thương cô chú anh chị à. Sống ở cái khu vực này khoảng 40 đến 50 năm rồi mà không có nhà cửa gì hết, chỉ che tạm bợ những cái miếng lá hay là những cái tấm cao su thôi. Thì nhờ các cô chú anh chị gần xa cùng chung tay góp sức để giúp được chú ở đây. Vâng. Coi như từ nhỏ tới lớn là chú không ăn cá luôn, từ hồi Không nhỏ luôn. Tại nó có thì máu hả nó chú? gắt lắm mà Tại nó có máu hay sao? nó không có máu mà tép thì ăn được. Tép ăn được. Tép được mà ít lắm, ít ăn, qua mua 20 ngàn quá có ăn có mấy hộp à, ăn mì không à, mì không con dâu ơi, mì ăn mì dễ hơn mà nó có tội lỗi gì đâu, Mì với mì cháo cũng có mua 2 hộp. tép. Cuộc sống chú Ít hình như ăn ít con cục hơn cơm nó ơi. cuộc sống của chú rất là đơn giản ha. Chú nghĩ nghĩ nó là mình ăn cá mình nếu như là có giống như sát sinh hay là Ăn tội được hả không? chú? Làm được, là bệnh. Tội ha, giống như Tội mùng đêm nữa, bệnh nữa, không được chú đâu. làm thịt làm con cá, làm thịt cá là chú bị bệnh hả? Không đúng được, được đâu, Dạ được đâu. dạ. Thì bởi vì bây giờ Không ăn, chú nói ra cơm không được rồi, có cơm. Chấp nhận. chú nói ra mọi người mới hiểu được tại tại sao chú không ăn Chú cá. gì đó, lương Dạ. tâm chú gì không? Mà người khác không giống chú nổi rồi, không phải phải à? Dạ. Có cơm mà ăn cơm không được nữa, chặn nước ăn, có cơm, chú chấp nhận. Dạ có gạo nấu cơm rồi hả chú? Có đó đó, việc bẻ lưu lưới đó, cọp trộm, còn phân trộm muốn không? Tập ăn lưới sao bẻ không được bật bật thế nữa, mấy mấy đồng phố đó cũng đuôi đuôi ngọt đây không? Mấy ngốc đấy, nè nó bỏ ăn, ớt đi, bài sụp tích, ôi mẹ tập mấy đồng phố đó luôn, nó chinh dục, lưu ác to lưu, hồi lưu lưu mít chắc phải vào đâu. Đây cái ghế điện thoại của chú này hả? Còn bên đưa đá. Wow. Mau chứ cho lắm. Cái điều đặc biệt là chú Mau không luôn. không làm Bè lưa. thịt được Không. con Mà cá cho nên đi. chú hồi đó chú không ăn cá nữa. Làm cá là chú sẽ bị bệnh liền. Đó là cái công kỳ rất là kỳ lạ hay cái quyền bí bên của chú thôi. Bài thực tế thế đó có thằng lõm lúa ơi. Bài Chú thực chia sẻ ra thì giặt lúa kia là đâm nước muối ớt giặt thôi. Mấy nhỏ kia là có như thí dụ như chú đi làm gì rồi bà con cho chú ăn, nấu cho ăn chú ăn như thế nào? Chú đi làm gì làm mướn cho người ta? tại người ta người ta biết hết rồi, Người ta biết chú biết chứ, biết biết không ăn được thịt ha? hay chưa hùng dịch cho chú ăn. Ăn hụt vịt không? Hùng dịch Bởi 2 trứng 3 trứng nữa giờ coi như mình làm lúc giác đầu thì giác bữa đạo đất cái đó đó là làm cái món cho mình ăn, lúc đầu thì chú thì nói chú biết hết rồi. mình cho người ta biết trước ha, mình không ăn được Chú cái biết hết gì, rồi. không ăn được cái món đó. Ừ, Rất là chứ kỳ lạ. mình biết, mình phải cho người ta biết, tao mới biết được mua cái đó cho mình ăn. Dạ. Cái mua cái đó mình không ăn được sao làm được. Không có sức để làm hả chú? Dạ. Mình cũng dặn cho người ta biết gì đó, người ta mua cái đó cho mình ăn, mình làm cho người ta, người ta đâu có buồn gì đâu, buồn đó mình làm sao buồn gì, phải không? Dạ. Mình cho mình không ăn được cái đó thì mua khác cho mình ăn, với ai gì đâu chọc đâu, đâu phải chọc.
rất là lạ ha, chú làm thịt đi mà làm cá là chú bị bệnh. Không có đâu, không có đâu, chú lóc đâu. Dạ, nhưng nó cá là chú là đã bệnh cũng hơi quậy quá nữa đâu. Dạ. Chú cỡ đó đó, cỡ nó cỡ nó. Dòm mắt chú chỉ kỹ rồi có gì đâu. Dòm hết đi. Dạ. Chú là nói là tụ ướt để pro ác son, tụ ướt thế son. Nấu nước sôi hả chú? Nước sôi dùng mì chứ. Mì có rau mua qua chưa? Ôi gì chú nấu cơm để chịu ăn ha, hay hồi ăn cơm với mì? Không có là cơm với mì á, không ăn cơm cũng được đâu. Cơm với mì. Cơm không là khác kìa. Khác nữa. Vậy là bây giờ chú nấu nồi cơm xong rồi chú nấu mì, nước nó mì ăn. Nấu nước sôi lên ăn ăn mì. Mì sôi, nước cho sôi á. Dạ. Nước mì ăn. Ăn cơm với mì. Mì. Trời ơi. Khi học dịch vậy đó. Dạ. Như đó. Thôi vậy chú cất cái này đi. Để đâu sao, để cất đi chú. Ủa, coi chăn cho không đó. Dạ. Trở lại đó. 24 chai nước lận đó. Chứ thùng bự đó thật à. Thấy hoàn cảnh của chú tội. Chứ cái cục này nè. Cái này cũng xấy, cái này cũng lật sưởng hai bọc. Dạ. Mà nó cũng cỡ cũng 60 con người đó. Gái. Phải 60 người. Chứ có chai chở nó không biết con người ta mình không biết. Dạ. Mình hỏi. Hỏi sao tao mình nói mình tò mò gì nữa. Thôi chị em gì đó mình không biết đâu. Bánh xe bự đó, bánh xe bự. Dạ. Thấy chú tội quá, hoàn cảnh của chú như thế này để mà bởi vì bà con ai cũng không cầm lòng được hết trơn. Cuộc sống của chú gì mấy chục năm, bốn mấy năm chục năm ở như thế này nè. Lúc đầu chú nói là chỉ che được một hai tấm lá thôi hả chú, lúc đầu á. Thời điểm đầu ha. Lúc chú mới lại có hai ba tấm lá ngủ, ô dị nguyệt quá. Mưa gầm gầm ngập chú ngủ thấy chưa? Ngủ thấy chưa mới thức đó. Dạ. Bây giờ có 2 giờ thức rồi. 2 giờ hai giờ khuya thức rồi. 2 giờ khuya, 2 giờ khuya, 3 giờ thức rồi. Mấy giờ chú ngủ? Ngủ được đâu? Không, tối rồi, tối là trời. Ngủ 2-3 tiếng hết rồi, hết ngủ rồi. Trời tối là bắt đầu chú vô ngủ. Vô ngủ nằm hơi là ngủ rồi. Ở đây muỗi chắc cũng muỗi lắm hả chú? Hả? Muỗi á. Muỗi có rồi. Không có muỗi hả? Phải mua thế à. Cái lạ ha chú. Không có muỗi đâu. Không có ruồi nữa. Dạ. Muỗi có nói là chỗ nào cũng có muỗi có ruồi mà nhà chú cũng có. Thì bởi vì lục bình nhóc mà không có muỗi. Thì bởi vì cứ nghĩ là chú ở trong này nó hơi thấp vậy nghĩ luôn. Em. Bởi vì cái này nó lạ nữa chú. Con giáo chú nói con giáo hiểu lạ không? Dạ con thấy lạ rất là lạ. Lục bình ngốc mà không có mũi đâu, có 1-2 con à. Nhiều lắm 1-2 con rồi à. Thì bởi vì ở chứ chỗ người ta là buông nhóc, nhà ta là chỗ lục bình này, đó nó nhóc nó ra nó cắn không? Dạ. Nhà chú cũng có 1-2 con. Leo về. Thứ ba tặng. Chắc mai thật bỏ tặng bỏ ăn rồi. Chắc tặng. Mình mua đi. Rồi ở đây nước. Bị nó khăn hết, bị nó ói. Cái nước chú xài là nước ở đâu, chú xách ở đâu lấy nước? Nước xài là xài chỗ cháu nhà tường nó nuôi nam cho con bò. Em. Dạ. Em đi xóm cho múc xài đi. Em đi xóm. Nước cây nước khoan. Cây nước khoan, khoan ha. Xong rồi chú múc về đây múc chú xài. Nấu. Dạ. Nấu chín mới uống. Dạ. Bậy bạ không có đâu. Anh chú cũng kỹ ha. Chú cũng rất là kỹ. Cái gì đó. Ăn thì rau. Chín rồi sôi nấu chín 2-3 lần. Dạ. Cỡ đó đó, nó chín 1 lần, chứ không nấu 1 lần uống là không chưa uống đâu, không dám đâu. Cao thì cao chú tự trồng chú mới ăn, chứ mua cũng dám mua không ấy nữa. Chín cái chục lần kìa, nước sôi đó. Một ngày chú ngủ có mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng, 2-3 tiếng vậy thôi, chứ không ngủ nhiều nữa. Đóng mày buồn bạm, bế rất phú quá. Hết trơn, cái này mưa đâu chịu nổi đâu, mưa là nó ướt hết luôn đó chú ơi. Như ai cho được cái gì chú đem về để che lại từ từ lên thôi. Giờ nấu mì lên ăn hồi ăn cơm với mì. Hút bay. Hút bay. Thành bãi tụ bãi các bạn này phẹt. Thành tầm luộc nó gì ta, thành tầm luộc tiếp luôn. Bài nó chặt tam sọc. Chặt tam sọc mình. Tu bài chặt sọc một đuôi đi. Sọc bắt cái mỏ. Cột có lẽ cột khét. Ta làm được khét trong flow nó chặt như vậy nó tạm được khét, khét đấy được khét nó khó cột rồi. Chú thường hay nói chuyện một mình với lại. Bình ổn lúc nó chết chứ xiếp. Chặt mãi để chìm riết nó.
phần lớn là chú chùm bằng những cái lá này, lá chuối này, lá của chú bóc cái để đấy đánh lúc cô. Dạ, cháy nhiều, cháy lên dữ rồi kìa. Cái ấm của chú thôi nó cũng quá trời luôn, cái ấm này chắc cũng mấy chục năm hả chú? Hả? Cái ấm nước này nè. Ấm nước. Mua chưa được 2 năm nó cũng hư. Chưa được 2 năm hả? mà con nhìn 2 năm cũng hư rồi đó. Con nhìn vô con tính đâu cái ấm này cỡ mười mấy, 20 năm chứ gục mới 2 năm. Đó mới 2 năm à. Tại chú nấu lửa bự quá ha. Kia hư rồi. Ở đây chú đồ đạc không có gì nên chân bình thường nếu có bình thủy thì nó nấu nước nóng cho vô đó thì để dự trữ được. Bây giờ chú xài thì chú mới nấu nè, nước nè. Đó chú làm đất lò đất không. Chú lượm đỡ gạch của để em nó nhà nó bỏ đó. Lượm mấy cục gạch của nhà heo bỏ đó, chú lượm lại để làm cái mà này. Mấy cục gạch là thành cái chỗ nấu hả chú? Ừ. Đó là đất nó không đỡ đâu. Đất nó bẻ. Dạ. Em đi Sài Gòn, em đi xóm nó phải em rủ đó. Đi làm ở đó. Mấy cục con chú giống như cái có nhiều người gọi chú đây là giống như cái cuộc sống của những người gừng đó chú. Mấy chục năm mình ở cái gì là ở trong giống như lùm cây gì thôi chứ không có chỗ nhà ở ổn định gì đó. Tự nghiệp chú á ha. Đâu được. Không nổi. Chú khỏi em đi. Trời ơi chú nhắm mắt thôi. Như vậy. Chú nói chú nhắm mắt thôi nè. Coi như chú. Hẻ lắm chú hẻ. Coi như chú. Nấu đừng nấu nước đó. Chú sống vô tư ha. Chú sống thoải mái chú không có. Chú nhắm mắt thôi đi. Chú không có vướng bận không gì hết chứ. Mình tay auto, mình tay đi auto, flow đâu, auto đi. Có đợi. Coi chú cậu thì đừng có đau ốm nữa. Dạ. Ừ, đừng có đau ốm được rồi. Coi được cái gì dùng như được rồi, đừng có đau ốm rồi. Cậu vậy đó được. Đây, chú một kiếp cậu vậy được rồi. Được cái gì dùng đấy, được cái nhỏ nhiêu đi. Chứ chú không có đợi, mình tiếp ăn thôi. Chú sống rất đơn giản luôn. Ông nói trên đó đó. Dạ. Chú chỉ con tay chỉ không? Ông bẹt bài chứ. Ông nó lừa đó. Do là ông. Đừng không? Nó cũng đầm thức chứ đó. Cũng đầm thức chứ đó. Giờ đừng không? Đang học sâu nó. Mà chú bà luôn. Ấp nè chú. Có chứ ông được. Phải nền được không? Có chứ nếu mà được. Mà chú khoa bẹt nà thế. Ấp chứ. Chú ở đây rồi bà con mình có lại thăm chú không? Người quen của chú á? Hả? Người quen có lại thăm chú không? Người quen á? Đó cũng nghèo. Gì hả chú? Quen quen với lối xóm nhà nó đỡ. Không bà con của chú kìa, bà con của chú có lại thăm chú không? Bà con của gần đây ha, mấy nhà gần đây thôi ha. Có gì đâu? Ai nấy ngó. Dạ cuộc sống ai nấy lo ha chú. Ừ đúng rồi. Dạ. Đó cũng có gì đâu. Bà giờ chú có cái ước muốn chú là không đau trong người mạnh khỏe là được hả chú? Ừ mạnh được rồi. Dạ. Đi đâu vậy đi làm mưa đâu vậy? Mạnh khỏe rồi. Dạ có sức khỏe là trên hết. Ừ cái bệnh giỏi là trên hết con cháu. Dạ đúng rồi. Mình cứ nhử cái câu đâu rồi. Thì cái gì ăn cũng đi ra hết rồi. Còn cái con dạ. Mạnh giỏi trong cái lương tâm mình có đạo lý mình có cầm cho vững đi. Có đi đâu cũng ông bà cha mẹ Phật tổ do mình theo mình để dạ. Người đó thật tình không thật tình ông cũng biết. Ừ thật cũng biết. Cho mẹ đẻ mà không biết không? Thật cũng vẫn hiểu người đó chim bị pro chọt nó bỏ được đẹp không cái đời cái đó đừng chứ bay ông búa cất đừng thì bay nói tiếng dân tộc này bẹt sập ở bu phải lâu chú gì rồi ở đây chú có hút thuốc không? Không có đâu không có không có đâu không có uống rượu luôn hả chú? Ừ chả có uống nữa cà phê, cà phê. Uống nước nóng rồi uống rồi chứ chả không uống đâu không uống nước chả luôn không giờ đâu thuốc không hút luôn thuốc không hút rượu không luôn không luôn nước đấy. Sôi nấu uống uống nước sôi nước sôi nấu uống à bởi vì cuộc sống chứ chú đơn giản gì cho nên cứ sức khỏe chú mới mấy chục năm bốn mấy năm chục năm chú ở đây nhỏ dễ bay chùm lỗ là khốn chưa sôi nữa hả chú? Đó, chú nấu nước sôi lên để ăn nấu gói mì nấu một gói mì ăn chung với cơm chú cơm chú thích rồi đó dạ ăn cơm với mì ừ
ăn cơm không ăn hết luôn nồi cơm đó, nó để thịt gì đâu. Dạ. Bé ơi, cháu không biết đâu. Nhiều người cũng khác nhau con cháu, sách của thế hiện bán đi. Như thế thì hiện số thế hiện mỗi thế hiện rồi. Cuối năm này khó đường hố. Chú nấu cơm nhão ha. Ừ, quen nhão, mềm. Còn nhão dạ. Ít chứ. Dạ. Chú thích nhão nhiều lắm, chăn nước ăn rồi. Quen. Phải mới đây đâu, nhỏ xíu. Cho mẹ, cũng nói ba đẻ cũng nói. Tội chú cuộc sống của chú đây. Cháu chú em bẻ gọn nó được mấy trái. Cây nặng quá trời. Để không nổi đâu. Quanh đây che những cái miếng che này lùm ở đâu về á, ai cho thì lùm đem về che hết lên trên này, là cuộc sống của chú đơn giản. Ai thất chứ kẻ nồi lương miết đấng á, đang nấu bọn lừa đấng á, coi này đấng xây coi này bọn đông nó nữa lừa đấy ra nó cổ mình nát lâu không của mọi gì gì ó không bao so tạp ó không vì thí tha lứa đập lâu nó xoan, làm bẻ hành bánh thế, chu bẻ hành bánh đấy, bảo cái bánh này, bạn chưa đã xảy đúng, ô, đó, anh dễ bẻ không tiếc lứa đấy lâu không, anh bật bẻ không chinh dễ tiếc, dạ, chú ơi, chuẩn bị ăn cơm đi ha, à? Chú ăn cơm đây chuẩn bị ăn đi, cái ngồi chú dùng, từ 12 giờ ra. 12 giờ chú mới ăn cơm. Ờ, nấu để gì đó. Gì hả? Ờ, nấu dùng rồi, có rồi. Dạ, mì hộp bay. Bông lúa lên mì hộp bay. Ờ, vậy dùng hả? Cơm móc bông lúa lên cho mặt mì hộp bay. Chú để ngoài, để ngoài chuột ăn. Bông lúa bảy mộc móc cho nó rồi dùng cơm. Một viên nộp, mì hộp bay. Ờ, có gì đâu còn cháu. Chứ lỡ chú quen biết chú hết rồi. Dạ. À, ngồi với nó. Chú cứ ngồi đi, chú ngồi đi. Chú ngồi với nãy sụp không biết rồi. Ngồi ghế được. Dạ, con chú cứ ngồi tự nhiên đi, ngồi. Trong việc chú xong đó hả? Rồi ơi. À, mới 10 giờ mấy à? Vậy chưa tới giờ ăn cơm. Ờ, 12 giờ mới ăn cơm. Có đâu. Vâng, chúng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thì hẹn gặp lại cô chú mình trong những video tiếp theo cập nhật về cái tình hình của cái chú người gần thứ hai ở Sóc Trăng này cô chú anh chị. Vâng, chúng cảm ơn nhà cô chú đang chia sẻ video như đăng ký kênh để ủng hộ chúng ạ. Hoàng Thúy xin chào, gặp lại.